Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ Hai, ngày 1 tháng 4 năm 2024. Việt Nam được thanh toán 51,5 triệu đô la Mỹ nhờ giảm phát thải. Nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn Quảng Nam. Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sẽ du hành vào vũ trụ. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3 tại sân golf Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, giải golf Quảng Đà mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Quảng Nam Đà Nẵng đã diễn ra với mục đích kết nối những người con miền Trung làm ăn xa quê, ôn lại sự kiện có ý nghĩa lịch sử và tôn vinh thế hệ cha ông đi trước. Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tham dự. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ golf Quảng Nam phía Nam và câu lạc bộ golf Đà Nẵng Sài Gòn phối hợp tổ chức với hơn 200 golfer đăng ký tham gia giải và gần 40 nhà tài trợ. Giải chia làm 3 bảng đấu dành cho nam và 1 bảng đấu dành cho nữ. Ngoài ra còn có bảng đấu dành cho các golfer có kỹ thuật tốt nhất và số gậy ít nhất. Đa phần các golfer là những doanh nhân, doanh chủ, người Quảng Nam Đà Nẵng đang làm ăn và sinh sống tại khu vực phía Nam. Họ ngày đêm lao động sản xuất và có những hoạt động ý nghĩa gắn kết đồng hương xa xứ. Giải golf Quảng Đà là sợi dây kết nối những người có chung niềm đam mê bộ môn golf thông qua sự kiện nhằm ôn lại những tháng năm lịch sử, tạo cơ hội hợp tác làm ăn và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo nguồn quỹ xã hội hóa hướng về quê hương. Tại đêm gala trao giải, đại diện lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng được ban tổ chức tặng quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 200 triệu đồng. Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch và những nỗ lực gìn giữ giá trị làm nên hình ảnh cho điểm đến đã giúp cho Hội An lấy lại đà tăng trưởng cho du lịch. Những tháng đầu năm, lượng khách tại nhiều điểm du lịch của Hội An đã vượt 120% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Đến cuối tháng 3, Hội An đón khoảng 1.143.000 lượt khách tham quan lưu trú, đạt gần 25% kế hoạch của cả năm 2024. Cụ thể, khách mua vé tham quan phố cổ ước đạt 513.000 lượt, doanh thu gần 61 tỷ đồng. Làng gốm Thanh Hà đón 193.000 lượt khách, doanh thu gần 7 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách mua vé tham quan rừng dừa nước Cẩm Thanh tăng khá cao với khoảng 269.000 lượt, vượt gần 199% so với cùng kỳ 2023, thậm chí vượt 120% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19. Ngoài ra, một số điểm tham quan trình diễn như Cù Lao Chàm, Làng Rau Trà Quế, nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, lượng khách cũng gia tăng vượt trội so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực lưu trú cũng chứng kiến mức tăng trưởng cao với 446.000 lượt khách, đạt 138% so với cùng kỳ. Bình quân số ngày lưu trú của khách đạt 2,22 ngày, công suất sử dụng phòng đạt xấp xỉ 52%. Kết quả này đã đưa tổng doanh thu du lịch quý 1 của thành phố Hội An đạt trên 1.062 tỷ đồng. Là địa phương có số lượng đối tượng chính sách đông, những năm qua Quảng Nam luôn quan tâm và thực hiện kịp thời công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng. Trong đó tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở Quảng Nam đều được chăm sóc phụng dưỡng chu đáo. Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cả tỉnh hiện có hơn 65.470 liệt sĩ, hơn 30.700 thương binh bệnh binh, hơn 45.500 người có công với cách mạng, 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, hơn 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, toàn tỉnh có 15.339 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 345 mẹ hiện đang còn sống, đều được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận chăm sóc phụng dưỡng suốt đời. Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc phụng dưỡng, các cơ quan, đơn vị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các mẹ sống lâu, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Thông qua chương trình kết nghĩa với các sở ngành địa phương trong tỉnh, 3 năm qua, Nam Giang đã được hỗ trợ xây dựng 33 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Từ năm 2021 đến 2023, huyện Nam Giang có 11 xã được kết nghĩa với 23 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị sở ngành và 5 địa phương trong tỉnh, thực hiện kết nghĩa theo quyết định 1143 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ giúp đỡ cho các địa phương trên địa bàn huyện Nam Giang gần 16 tỷ 400 triệu đồng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ về phát triển kinh tế, hỗ trợ về an sinh xã hội và hỗ trợ công tác giữ gìn an ninh quốc phòng và trật tự xã hội.
Trong giai đoạn 2021-2023, thông qua công tác kết nghĩa đã hỗ trợ cho các hộ dân nghèo khó khăn, phụ nữ, các xã biên giới tổng cộng được 33 căn nhà làm mới tại các địa phương trên địa bàn huyện, cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, hộ nghèo của các địa phương thuộc huyện. Thông qua các hoạt động giúp đỡ trao sinh kế của các đơn vị kết nghĩa đã tạo được những mô hình chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả cho các hộ dân trên địa bàn huyện, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân, dần vươn lên trong cuộc sống, giảm tỷ lệ nghèo và một phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Nam Giang, một phần xây dựng củng cố thêm được hệ thống chính trị tại các địa phương và có những công trình xây dựng đầy thiết thực và cấp bách phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân lao động, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp, thời gian qua nạn cho vay nặng lãi tín dụng đen với những chiêu thức tinh vi đã khiến nhiều công nhân đã khó khăn, tiếp tục rơi vào vòng xoáy nợ nần. Trước vấn nạn này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chủ động nắm chắc tình hình hoạt động tín dụng đen trong công nhân lao động, kịp thời thông tin tuyên truyền giúp công nhân lao động hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để công nhân lao động biết cảnh giác và tố giác, không để tín dụng đen làm ảnh hưởng đến việc làm cuộc sống của công nhân lao động. Hoạt động công đoàn cần tập trung vào việc thực hiện hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, trong đó cần quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, nhà trẻ, có chính sách hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn cũng cần tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn công nhân lao động sử dụng tài chính của bản thân có hiệu quả nhất, đồng thời chủ động báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng cung cấp để có những biện pháp hiệu quả ngăn chặn triệt để tệ nạn tín dụng đen. Huyện đoàn Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Phú Ninh vừa tổ chức chương trình tháng 3 biên giới gắn với hành trình về với biển đảo năm 2024 tại xã Tam Giang và Tam Hải, huyện Núi Thành. Hành trình có sự tham gia của 44 đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh, thanh niên xung phong. Tại đây, cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức hội đã được thông tin về tình hình biển đảo, những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, về quá trình xây dựng trưởng thành, truyền thống của chi đội kiểm ngư số 3, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến, mô hình tổ chức hoạt động phong trào với cán bộ chiến sĩ trên các tàu kiểm ngư. Đoàn cũng đã đến tham quan di tích cấp tỉnh chi bộ Quang Ánh Minh, chi bộ đầu tiên của huyện Nam Tam Kỳ năm 1932 tại rừng dừa thôn Thuận An, xã Tam Hải. Hiểu hơn về biển đảo quê hương cũng như ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, đoàn đã trao tặng 15 suất quà cho hội viên cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Sáng qua tại thị xã Điện Bàn, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam tổ chức ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển năm 2024. Hoạt động này thuộc dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, dự án hòa nhập do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Ngày hội thu hút 427 trẻ em thanh thiếu niên có khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển và 471 người chăm sóc đến từ 3 tỉnh dự án khu vực miền Trung Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, 1 tỉnh dự án khu vực miền Nam, Đồng Nai và 9 tỉnh thành khác trên cả nước tham gia. Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển được thiết kế nhằm giúp các trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển được tham gia, được thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình thông qua các môn thể thao đa dạng như bơi, chạy, nhảy bao bố, đẩy xe lăn, kéo co và sân chơi chung với các trò chơi vận động tự do như bật xa, vượt chướng ngại vật, thể thao resport và góc sáng tạo nghệ thuật. Ngày hội thể thao thân thiện cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ mong muốn nâng cao nhận thức xã hội về khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, thúc đẩy hòa nhập xã hội thông qua sân chơi thể thao thân thiện và an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển, đồng thời xây dựng các cộng đồng phụ huynh của trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật cùng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, khối tư nhân trong thực hiện trách nhiệm xã hội, tạo giá trị chung về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng và sự hòa nhập của người khuyết tật. Sáng qua tại sân vận động Cây Cốc, thị trấn Hà Lam tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.
Trên 1.000 vận động viên, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia diễu hành qua lễ đài và chạy quanh sân vận động cây cốc hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đại hội thể dục thể thao thị trấn Hà Lam diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 với 500 vận động viên của 9 khu phố tham gia và có 3 môn thi đấu bắt buộc gồm bóng chuyền, bóng đá, điền kinh và 2 môn thể thao khác do thị trấn lựa chọn phù hợp với truyền thống của địa phương. Những năm qua, các thiết chế thể thao như sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông trên địa bàn thị trấn Hà Lam được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, phục vụ cho việc luyện tập sức khỏe của người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Hà Lam cũng là địa phương luôn giành thành tích cao trong các giải thể thao lớn do huyện tổ chức, như vô địch bóng đá nam huyện Thăng Bình năm 2023. Qua các phong trào thể dục thể thao đã phát hiện bồi dưỡng, cung cấp nhiều vận động viên cho huyện, tham gia thi đấu ở các giải thể thao cấp tỉnh. Trước đó, các xã Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Đào, Bình Phục, Bình Tú, Bình Nam, Bình An, Bình Quế và Bình Triều cũng đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 10 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ sáng qua khai mạc giải đua thuyền Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ 10 năm 2024. Tham dự giải có gần 140 vận động viên của 4 thôn Tỉnh Thủy, Hòa Thượng, Hòa Trung, Hòa Hạ tham gia thi đấu 3 cự ly: Hòa Bình 4,5 km, truyền thống nữ 4,5 km, truyền thống nam 7,5 km. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của nhân dân vùng sông nước nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Tam Thanh ngày 22 tháng 3, kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá ngày 1 tháng 4. Ở từng nội dung thi đấu, với tinh thần đoàn kết và thể thao cao thượng, vận động viên các đội nam và nữ đã thể hiện những nhịp chèo mạnh mẽ, những pha rượt đuổi hấp dẫn, đẹp mắt, đọ nhau trên từng mét nước, trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên. Sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên cũng đã khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 năm 2024. Đại hội thể dục thể thao xã Duy Nghĩa diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 9 với 5 môn thi đấu bắt buộc, gồm điền kinh, bóng chuyền nam, bóng đá nam, cầu lông và cờ tướng. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã Duy Nghĩa tổ chức giải điền kinh, chạy việt dã trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã Duy Nghĩa lần thứ 10 với các nội dung chạy 1.500m nữ và 2.000m nam với sự tham gia của 36 vận động viên đến từ 5 thôn và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Qua đó chọn lựa vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại huyện trong thời gian đến. Đại hội thể dục thể thao xã Duy Nghĩa hướng tới tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã. Đây cũng là sân chơi để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm thi đấu, phát hiện vận động viên có thành tích tốt để đào tạo bồi dưỡng tham gia đại hội thể dục thể thao cấp trên. Thưa quý vị, Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới WB căn cứ vào kết quả giảm phát thải. WB vừa công bố Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh tín chỉ carbon do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu thêm một bước để Việt Nam tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Cục Hải quan Điện Biên, phá thành công chuyên án CA-0424T, bắt giữ một đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Đối tượng bị bắt là Sòng A Tý, sinh năm 2002, trú tại Sơn La. Tang vật thu giữ gồm hơn 11.360 viên ma túy tổng hợp, một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Sòng A Tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính bên kia biên giới về địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với giá 10 triệu đồng. Khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đến địa phận bản Trung Anh, xã Chiền Cang, huyện Sông Mã, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Thưa quý vị, chợ Hàng là một trong những chợ du lịch lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Do mật độ người và phương tiện lưu thông qua đây đông đúc và tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra thường xuyên, khiến khu vực chợ du lịch trở nên lộn xộn nhếch nhác, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Đà Nẵng. Để lập lại trật tự xung quanh khu vực chợ du lịch, lực lượng liên ngành đã ra quân kiểm tra, hướng dẫn phân luồng giao thông và xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Những ký ốt này thường xuyên bày bán hàng hóa lấn chiếm phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Để lập lại trật tự tại khu vực mặt tiền chợ Hàng, tổ liên ngành đã tiến hành kẻ vạch sơn, phân chia ranh giới và yêu cầu tiểu thương cam kết thực hiện, đồng thời cấm sử dụng các loại dù, bạt, biển hiệu di động gây cản trở giao thông. Từ khi mà kẻ cái vạch này thì mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh, tiểu thương ở đây đều ai cũng chấp hành hết đó. Tạo không gian thoáng đãng ở phía trước, khách có chỗ đứng. Chứ còn mà nếu mà ra nhiều của khách không có chỗ đứng thì họ cũng không có mua hàng. Thực hiện chủ trương lập lại trật tự xung quanh chợ du lịch, Ban Quản lý chợ Hàng cùng tổ liên ngành kiểm tra và hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành đúng vạch chỉ giới. Tất cả hàng hóa phải sắp xếp gọn gàng, không cơi nới, dù, bạt, biển quảng cáo, lấn chiếm không gian đi bộ của du khách. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử phạt theo quy định. Các hộ kinh doanh cũng đã chấp hành việc ký cam kết và đến nay thì là người ta cũng đã đưa vô đúng cái vạch chỉ giới. Và hiện tại bây giờ đối với những hộ kinh doanh mà cố tình không chấp hành đưa vô đúng cái vạch chỉ giới mà của quận cũng như phường quy định á, thành phố quy định thì là ban quản lý sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng như là của ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân phường để lập biên bản và có các hình thức xử lý thích đáng. Không chỉ dành lại vỉa hè cho người đi bộ, việc phân luồng giao thông trên các tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học cũng được thí điểm theo hướng một chiều vào các khung giờ cao điểm, tạo điều kiện thông thoáng cho phương tiện lưu thông, tránh ùn tắc. Triển khai buổi sáng từ 10 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Thì trong thời gian đó thì thí điểm được một chiều ở 2 tiếng để đảm bảo cái phương tiện lưu thông thông thoáng và để phục vụ cho cái phương tiện mà chở khách du lịch vào tham quan chợ Hàng cũng như là khu nhà thờ chánh tòa được thông suốt. Theo ghi nhận, toàn bộ vỉa hè xung quanh chợ Hàng dành cho du khách để có không gian trải nghiệm khi đến điểm du lịch này. Cùng với đó, các đơn vị cũng kiểm tra xử lý qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường xung quanh chợ Hàng. Thưa quý vị, thời gian qua, hoạt động về nguồn giáo dục địa chỉ đỏ luôn được nhiều địa phương, nhà trường quan tâm, thường xuyên tổ chức cho học sinh vào các ngày lễ lớn của đất nước. Vì vậy, nhiều địa chỉ đỏ hiện nay không chỉ là điểm du lịch mà còn được xem là những giáo trình trực quan sinh động, giáo dục tinh thần yêu nước quật cường đối với thế hệ trẻ, khơi dậy lòng biết ơn của họ đối với những đóng góp của cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, trong những ngày cuối tháng 3, thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Mà Coi, huyện Đông Giang đã có chuyến hành trình về địa chỉ đỏ thành phố Tam Kỳ thú vị, ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên tham quan trải nghiệm xa nhà, nên khuôn mặt, ánh mắt của các con chứa đựng sự háo hức, vui thích, bỡ ngỡ khi được trực tiếp đặt chân đến những vùng đất, nơi mà các con chỉ được biết đến qua tư liệu sách báo hay lời kể của thầy cô giáo. Con thấy rất là tự hào khi được đến đây, con rất là vui khi được xem thực tế, giúp cho con biết được là những ông bà hồi xưa đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, để cho chúng ta được như ngày hôm nay. Con xin hứa sẽ học thật giỏi để xứng đáng cho ngoan Bác Hồ. Về thăm với các địa chỉ đỏ của thành phố Tam Kỳ thì rất là ý nghĩa cho cái hành trình này, để giáo dục các con đội viên và nhi đồng hiểu hơn về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam, các con trân trọng hơn và biết quý hơn cái độc lập của Tổ quốc ngày hôm nay, và các con phấn đấu học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Địa đạo Kỳ Anh, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ là một trong những địa chỉ đỏ nằm trong hành trình về nguồn của học sinh vùng cao xã Mà Coi. Nằm cách thành phố Tam Kỳ 7 km về phía đông bắc, là một trong ba địa đạo có quy mô lớn nhất của nước ta, được nhân dân và bộ đội địa phương xây dựng vào năm 1965 và hoàn thành vào năm 1967. Địa đạo với tổng chiều dài 32 km là một mạng lưới đường hầm gồm hầm cứu thương, hầm tác chiến, hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực. Địa đạo là thành trì vững chắc của quân và dân vùng đất cát Tam Thăng trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước và đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia.
thông qua thuyết minh của người dân địa phương, giúp các em hiểu hơn về cuộc sống sinh hoạt, cách thức hoạt động cách mạng, phong trào kháng chiến, tinh thần yêu nước cùng sự đoàn kết một lòng, hy sinh vì Tổ quốc, cũng như sự nghiệp bảo vệ quê hương của nhân dân anh hùng Tam Thăng lúc bấy giờ. Cái địa đạo Kỳ Anh cũng là nằm một trong các ba cái địa đạo lớn nhất của cả nước lúc bấy giờ. Chính vì vậy mà học sinh về đây là tìm hiểu về cái lịch sử của cha ông trong hai cuộc kháng chiến chống Ngọ Bân xâm lược vừa qua. Chính vì vậy mà ở tại cái địa phương đây thì cũng muốn truyền đạt những cái gì mà cha ông chúng ta đã hy sinh cống hiến trong hai cuộc kháng chiến vừa qua để cho có cái ngày thắng lợi 30 tháng 4 năm 1975. Chính vì vậy mà có đoàn đưa về đây để cho các cháu học tập và trải nghiệm cũng như là tìm hiểu về cái lịch sử của cha ông trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Bên cạnh địa đạo Kỳ Anh trong hành trình về địa chỉ đỏ, hướng đến chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Mà Coi còn được tham quan trải nghiệm, tìm hiểu một số địa chỉ đỏ khác như Bảo tàng Quảng Nam, nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Bên cạnh các tiết học trên lớp, vì tổ chức các chuyên đề tiết học thực tế tại các địa chỉ đỏ mà ngành giáo dục Quảng Nam cũng như các trường trên địa bàn tỉnh đang thực hiện là một hình thức giáo dục hiệu quả, gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo hiệu ứng tốt cho học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử văn hóa của địa phương, qua đó giúp các em thêm tự hào, am hiểu, cũng như có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử, giá trị truyền thống ở quê hương mình. Chương trình tiếp tục với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, cô Amanda Nguyên, 32 tuổi, người từng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019, sẽ trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ trong đợt phóng tên lửa đẩy New Spark tiếp theo của tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin. Chuyến du hành vào vũ trụ của Amanda Nguyễn nằm trong chương trình phi hành gia công dân của tổ chức phi lợi nhuận Space for Humanity. Chương trình này nhằm trao quyền cho mỗi phi hành gia công dân để giải quyết các thách thức toàn cầu với tầm nhìn rộng lớn hơn. Đại diện tổ chức S4H bày tỏ tự hào khi hợp tác hỗ trợ hành trình vào vũ trụ của Amanda Nguyễn, kỳ vọng chuyến đi sẽ trở thành tấm gương sáng cho nhiều người. Amanda Nguyễn, 32 tuổi, người Mỹ gốc Việt, tốt nghiệp Đại học Harvard và từng thực tập tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA vào năm 2013. Cô cũng từng làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard Smithsonian. Năm 2014, cô thành lập RISE, một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho quyền lợi của những người từng bị tấn công tình dục khắp nước Mỹ. Cô cũng được biết đến là người ủng hộ quyền của người Mỹ gốc Á. Cô từng là nạn nhân của cuộc tấn công tình dục. Trong quá trình đấu tranh bảo vệ bản thân, cô đã soạn thảo và vận động cho dự luật về quyền của những nạn nhân như mình. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký quyết định thực hiện dự luật của Amanda vào tháng 10 năm 2016, sau khi được Quốc hội chấp thuận. Bộ Y tế Philippines hôm qua đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch ho gà ở nước này sau khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy số ca mắc trên cả nước từ đầu năm đến nay cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 60% số ca mắc là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Theo Bộ Y tế Philippines, đến nay nhiều tỉnh thành nước này đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh, phần lớn trong đó là trẻ em. Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến ngày 27 tháng 3, đã có 40 trường hợp trẻ em tử vong vì bệnh ho gà. Thông báo khuyến cáo phụ nữ cần cảnh giác và điều trị y tế kịp thời nếu phát hiện con mình có triệu chứng của bệnh. Ho gà là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính rất dễ lây do một loại vi khuẩn gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua giọt bắn, do ho hoặc hắt hơi. Bệnh có thể gây biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể được điều trị bằng kháng sinh và phòng ngừa bằng tiêm chủng. Trước tình trạng thiếu vaccine phòng bệnh ho gà, chính phủ Philippines đã đặt thêm 8 triệu liều và dự kiến lô hàng sẽ được giao trong tháng 4. Trong nhiều thập kỷ trước, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, một bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ được nhiều khán giả yêu thích. Bộ phim đã để lại cho khán giả những ký ức tuổi thơ tươi đẹp về cuộc sống giản dị và những chuyến phiêu lưu của gia đình Ingalls. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm phát sóng, mới đây khung cảnh của bộ phim đã được tái hiện tại thung lũng Simi, California với sự tham dự của hàng nghìn người hâm mộ. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên do đài NBC của Mỹ sản xuất năm 1979 với 9 phần và chia thành hơn 200 tập. Bộ phim dựa trên tác phẩm cùng tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên của tác giả Laura Wilder. Những hình ảnh quen thuộc trong bộ phim như căn bếp của gia đình ông bà Eagles, góc cửa hàng tạp hóa của ông chủ tóc bộ Nels Olsson,
đều được tái hiện tại sự kiện kỷ niệm 50 năm phát sóng bộ phim. Nhiều khán giả như được trở về với tuổi thơ. Ngoài tham quan, chụp ảnh, người hâm mộ còn có dịp trải nghiệm những bộ trang phục cuối thế kỷ 19 và gặp gỡ, giao lưu với các diễn viên trong bộ phim. Những người tham gia sự kiện khi xem lại bộ phim đều cảm thấy tâm trạng được cải thiện bởi cuộc sống của gia đình Ingalls trong phim cũng chẳng mấy dễ chịu khi liên tục gặp phải những khó khăn, thách thức, nhưng họ lại là những người can đảm, ngập tràn niềm tin vào cuộc sống. Quý vị thân mến, cũng như Giáng sinh, mùa lễ Phục sinh là khoảng thời gian quan trọng nhất trong năm đối với ngành kinh doanh sô-cô-la và trứng. Tuy nhiên, tuần qua giá cacao, thành phần chính để chế biến sô-cô-la, đã lập kỷ lục mới khi vượt mức 10.000 đô la một tấn trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Không những thế, dịch cúm gia cầm cũng đẩy giá trứng tăng chóng mặt. Sunray Chocolates, một cửa hàng ở phía tây Nam London chuyên cung cấp sô-cô-la Mỹ, được chế biến thủ công trong nhiều thập kỷ qua. Vào thời điểm hàng năm, khách hàng mua rất nhiều sô-cô-la của cửa hàng lớn để đón lễ Phục sinh. Thế nhưng, việc kinh doanh trong năm nay khá ảm đạm. Cô Madan chia sẻ, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh khiến người dân quan tâm đến thực phẩm thiết yếu hơn là những món sô-cô-la ngọt ngào. Đối với mặt tình cảm này, cô đã phải sa thải hai nhân viên của mình để duy trì hoạt động của cửa hàng. Không chỉ riêng ở London, người tiêu dùng tại nhiều khu vực đang phải chi trả nhiều tiền hơn cho những quả trứng hay chú thỏ làm từ sô-cô-la để đón lễ Phục sinh theo truyền thống. Nguyên nhân là do tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu đã đẩy giá cacao trên thế giới lên mức kỷ lục vượt 10.000 đô la Mỹ một tấn. Thời tiết xấu ở khu vực Tây Phi, khu vực trồng cacao lớn nhất thế giới khiến nguồn cung khan hiếm và gây áp lực đối với giá thành sản phẩm. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp theo là thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 97%, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 88%, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 89%, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 92%, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 48 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 93%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 93%, gió nhẹ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới đã kết thúc.
Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qdt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào tạm biệt.